chào quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại buổi tập của câu lạc bộ Gia Lai, buổi tập chính thức trước ngày thi đấu của câu lạc bộ Sydney FC. Buổi tập này chúng ta sẽ chỉ được theo dõi trong 15 phút và như thường lệ thì đội viên kia chắc đang có những nhắc nhở với các học trò. Ngẩng cái mặt lên thế nào? Mày... anh đánh chết em cũng không khai anh kia, anh cứ bảo anh đại như nhìn như trộm chó. Và sáng nay thì A xe tổ chức buổi họp báo trước trận đấu và kê sắc đã thừa nhận rằng đây là bảng đấu rất khó khăn và ông hy vọng rằng giành những điểm số sẽ là mục tiêu, là một sự thành công của đội bóng thay vì những mục tiêu cao hơn như vượt qua vòng bảng. Sau phần trao đổi ngắn với các cầu thủ thì lúc này toàn đội Hoàng Gia Lai đã bước vào khởi động. Lực lượng trước trận đấu thì toàn đội đều có thể lực sung mãn nhất, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Việc thi đấu với mật độ 3 ngày một trận sẽ là một khó khăn mà huấn luyện viên Kê Sắc phải tính tới, đặc biệt khi mà sự chênh lệch về đội hình chính và đội hình phụ của Mai Gia Lai là một vấn đề. Đối thủ tiếp theo của Gia Lai sẽ là câu lạc bộ Sydney FC đến từ Australia. Ở vào sáng nay thì Sydney FC có sự tham dự của tiền đạo là Brian Van. Đây là cầu thủ hậu vệ. Tiền đạo thì không. Xin lỗi, là hậu vệ Brian Van. Cầu thủ này từng sang Việt Nam cách đây vài tháng ở vòng loại World Cup thứ 3 và từng ghi bàn vào lưới của Văn Lâm. Văn Lâm đúng không? Ngoài ra thì trong đội hình của Sydney FC không có cầu thủ nữa là Sasik. Đây là một cựu tuyển thủ Hà Lan và từng thi đấu cho Ajax và Feyenoord. Ở tuổi 31 thì Sasik vẫn đủ những thể lực và những kinh nghiệm và sẽ là một mối đe dọa lớn với hàng thủ của Hoàng Gia Lai. Như trận đấu đầu tiên thì chúng ta có thể thấy có những một số vấn đề về phòng thủ của Gia Lai, đặc biệt là trong khâu tổ chức chống bóng bổng và các tình huống cố định. Đây là một trong những điểm yếu cố hữu mà các đội bóng của Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam khi đối diện với các đội bóng của châu Á gặp phải, và chắc chắn thì với Kê Sắc sẽ phải tìm những phương án để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, để giải quyết nó thì không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì như huấn luyện Kê Sắc nói sau trận đấu với Yokohama thì có rất nhiều chiến thuật mà thậm chí là ông muốn huấn luyện cũng không thể được. Và sức mạnh thể chất trong bóng đá vẫn là một điều mà nó là một trong những yếu tố cơ bản và tạo ra lợi thế cho mỗi đội bóng sở hữu nó.
ở đây là lời tập luyện các thủ môn. Sau đó có 3 thủ môn là Tuấn Linh, Văn Trường. Và ai thủ môn thứ 3 là ai? Là tập luyện với huấn luyện viên Nguyễn Quốc Việt. Với mật độ thi đấu tương đối dày như thế này thì việc thay đổi chiến thuật hay tạo ra những chiến thuật mới là điều không dễ dàng. Và về cơ bản thì huấn luyện viên Kelly Sắt cũng sẽ cố gắng tổ chức một hàng thủ, một lối chơi chặt chẽ cho Gia Lai trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. Và dẫu sao thì họ vẫn là đội bóng được đánh giá thấp nhất ở bảng này. Rất khó để nói về việc so sánh thực lực của Sydney FC với hai đội bóng kia, với hai đội bóng của Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng chắc chắn thì Sydney FC có thể hình vượt trội và có những nhân tố xuất sắc. Hình của Gia Lai trận đấu tới tiếp tục sẽ là một câu hỏi và một đề tài thú vị với người mộ. Tuy nhiên thì theo tôi thì có lẽ huấn luyện viên Sắt sẽ không thay đổi nhiều. Đặc biệt là việc hôm nay Công Phượng có nói về việc anh đã thường xuyên được sử dụng ở vai trò của một tiền vệ trung tâm, và rất có thể ở trận đấu tới Công Phượng sẽ tiếp tục thi đấu ở vị trí này. Với những chiếc đội bóng mạnh về thể chất và tốc độ như ở châu Á thì huấn luyện viên Sắt rất cần những cầu thủ nhanh nhẹn, khả năng di chuyển linh hoạt và cầm bóng tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh như Công Phượng hay Tuấn Anh ở tuyến giữa. Cầu thủ nữa mà chúng ta rất trông chờ đó là Minh Vương. Hôm nay thì huấn luyện viên của Sydney FC, ông Kurika, đánh giá rất cao vai trò của Công Phượng và Văn Toàn. Ở trận đấu trước thì Văn Toàn và Công Phượng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Yokohama. Tuy chưa ghi bàn thắng nào nhưng mà họ đã không ít lần khiến các hậu vệ của Yokohama gặp khó khăn với những tình huống đi bóng lắt léo hay những pha đi bóng tốc độ. Chỉ còn ít phút nữa thì chúng ta sẽ phải rời sân quân khu 7 bởi thời gian tác nghiệp là rất là khắt khe. Em đang live stream à? Em không, em quay. Quay mà. Em nào của bên nào mà có quyền quay nhỉ? Dạ. Chỉ có bên truyền hình với cả bên Rai TV được quyền quay thôi, mà không biết không được quyền quay đâu. Vâng. Thời gian tác nghiệp chuẩn bị kết thúc, chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt nhau ở đây và hẹn gặp lại ở trận đấu ngày mai diễn ra trên sân Thống Nhất lúc 18 giờ. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại ở những clip lần sau.